Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của An Phát Computer. Đu idol thì chưa bao giờ là muộn cả. Và trên bàn mình là một mẫu cây là gì dành cho những bạn đu idol. Cụ thể ở đây là Blackpink. Vậy thì với một mẫu cây Blackpink nhưng mà lại còn là ITX cực kỳ xinh thì chúng ta có gì ở trong này? Hãy cùng bắt đầu soi video ngày hôm nay nhé. Trước khi bắt đầu video thì những bạn nào đang có nhu cầu muốn build PC cũng như là muốn sắm cho mình một bộ cây Blackpink như thế này thì có thể kích vào đường link ở dưới phần mô tả nhé. Những lựa chọn linh kiện của mình hiện tại ở trong này thì bao gồm một con chip i5-13400F 10x16 luồng, mainboard B760M Aorus Pro AX, VGA Colorful RTX 4600NB, RAM thì mình sẽ lựa chọn một cặp Kingston Firebase 16GB chạy Dual Channel, SSD Kingston NV21T, nguồn thì mình sẽ sử dụng một con nguồn Antec Cup Room Strike CSK750. Còn về vỏ cây cũng như là biện pháp tản nhiệt thì mình sẽ lựa chọn toàn bộ đến từ Josbo luôn. Trước khi nói về các linh kiện khác thì mình sẽ nói về con cây này trước. Con cây này có tên là Josbo Z20 Blackpink. Bởi vì cái bộ cây này ấy, nó là một cái bộ cây ITX, thế nên là hầu hết tất cả các linh kiện sẽ phải phụ thuộc vào cái bộ cây này. Phụ thuộc ở đây ấy, là về mặt kích thước và cũng như là về mặt lựa chọn linh kiện làm sao để cho phù hợp. Toàn bộ cái vỏ cây này trừ cái phần mặt kính này thì chúng ta sẽ được hoàn thiện từ chất liệu thép SPCC, thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt hoàn thiện nhám. Nên là về mặt vệ sinh ấy, thì cái cây này thì mình khá là ưng, bởi vì chúng ta sẽ không bị bám nhiều bụi bẩn ở trên cái con cây này. Còn nếu như mà dính một vài vệt ấy, thì chúng ta chỉ cần lau một phát là xong. Thì ở bộ cây này nó là một cái con cây ITX mà nó có một cái thiết kế khá là cơ bản. Nó sẽ hơi lạ một chút so với những bạn mà chưa build cây ITX bao giờ. Thì thường là cái nguồn, nếu như là nó là một con cây phổ thông ấy thì cái nguồn nó phải nằm ở bên dưới đúng không? Nhưng mà trên những con cây ITX thì thường là nguồn nó sẽ được đưa lên trên này để nó có thể tiết kiệm diện tích hơn. Đồng nghĩa với việc là khi chúng ta lắp nguồn ở đây nó sẽ có thêm một cái dây nguồn để có thể nối được ra ngoài đằng sau này. Được một cái là khi mà lắp vào con cây này thì mình cảm thấy là nó không hề kém linh kiện như là những cái con cây ITX khác đâu. Thường những con cây ITX khác thì chắc chắn là các bạn sẽ phải sử dụng một cái con main mà nó là ITX rồi đúng không? Nhưng mà trên con main này thì chúng ta vẫn có thể lắp được những con MATX vào. Cụ thể là mình đang lắp một con main ở trên này là con Gigabyte B760 Aorus Pro AX. Tiếp đến là phần cảng nhá. Tại sao mình lại bảo là nó không hề kém linh kiện? Thì thường nhá, ở trên những con cây ATX nhá, mình không nói những con nhỏ hơn hẳn so với con này, mà mình nói những cái con mà nó có kích thước tương đồng ấy, thì thường là nó sẽ không support một cái con cạc và nó có thể lắp được 3 fan đâu. Nhưng mà con này nó vẫn có thể lắp được 3 fan. Cộng thêm với đó là khi mà chúng ta lắp nguồn ấy, thì chúng ta vẫn có thể lắp được những con nguồn mà có size ATX vào trong này, mà chúng ta không cần phải lựa chọn những con nguồn mà nó có size nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái biện pháp tản nhiệt cũng như là cái airflow của con cây này đi. Thì về cái biện pháp tản nhiệt của con cây này thì một lần nữa cái khả năng tùy biến của nó lại rất là tuyệt vời. Nhìn nó nhỏ này thôi nhưng mà bên trên và bên dưới chúng ta vẫn có thể lắp được hai quạt 140mm vào trong này. Bên side này thì vẫn có một chỗ để chúng ta có thể lắp được một quạt 120 nữa như mình đang lắp này. Airflow con này thì nó sẽ khá là giống so với ở cái con TK1 mà trước bọn mình đã làm, là airflow nó sẽ là từ dưới. Nếu như các bạn lắp quạt ở dưới này, từ dưới đi lên trên và sau đó thì chúng ta sẽ có hai quạt thổi lên cũng như một quạt thổi ra này. Còn nếu như mà chúng ta không lắp ở đây ấy, thì nó sẽ lấy gió từ quạt VGA thổi lên và sau đó chúng ta vẫn đi ra từ trên cũng như là bên side. Thì đấy là cái airflow của con này. Thì tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem là cái nhiệt độ khi mà chúng ta chơi game ở trên con cây này thì nó sẽ là như nào nhá. Về con chip thì mình lựa chọn ở trong này là một con chip 13400F. Đây là một con chip mà 10x16 luồng. Và với cái hiệu năng hiện tại của nó thì sớm muộn nó sẽ trở thành một con chip quốc dân ở trong thời điểm tiếp theo thôi. Về main thì mình sẽ sử dụng một con main Gigabyte B760 Aorus Pro AX DDR4 và cùng với đó là cặp RAM Kingston Firebase RGB 16GB Dual Channel. Với 16GB RAM thì về nhu cầu gaming thôi nhá thì mình cảm thấy là nó vẫn còn thừa đủ trong thời điểm hiện tại. Còn nếu như mà các bạn muốn có một cái hiệu năng tốt để các bạn có thể render video này cũng như là các bạn làm những animation ở trong After Effects hay là Premiere hay là thậm chí là 3D đi thì mình nghĩ là các bạn nên up RAM lên khoảng 32GB đổ lên thì nó sẽ đẹp hơn. Về con card thì ở trong này là mình đang lắp một con card có 3 fan. Đây là con VGA RTX 4060 đến từ nhà Colorful. Tên đầy đủ thì mình sẽ để ở trên màn hình để cho các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Ổ cứng trong này thì mình sẽ sử dụng một con Kingston NV21T để cho có nhiều không gian lưu trữ hơn. Với nguồn thì mình sẽ sử dụng một con nguồn Antec Cool Prime Strike CSK750W. Lý do mà mình lắp một con 750W ở trong này với cả một con i5 cộng với cả một con RTX 4060 ấy, đấy là bởi vì lý do mà sau này ví dụ như là anh khách có cần nâng cấp con cạc lên này hay là có cần nâng cấp con chip lên thì không cần phải thay nguồn. Thì về biện pháp tản nhiệt thì mình sẽ lựa chọn toàn bộ đến từ Josbo luôn cho đồng bộ với con cây. Thì cái lý do mà mình lựa chọn toàn bộ từ gọi là tháp tản nhiệt cho đến quạt tản nhiệt đến từ Josbo thì đơn giản ở đây nó là về cái tính đồng bộ thôi. Thì khi mà chúng ta mua gọi là tất cả đồ từ một hãng như này về ấy, thì tất cả những gì chúng ta cần ấy là mở ra và lắp vào. Chúng ta không cần phải quan tâm đến là nó có cấn hay không, chúng ta không cần phải đo nữa. Vậy thì cái bộ cây này nó có thể làm được những gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần test nhé.
Hiện tại mình đang ở tựa game AAA Red Dead Redemption 2. Mình đang để setting là setting max. Thì với cái setting này thì các bạn có thể thấy là cái bộ cây này có thể lên được tới khoảng từ 83, 84, 85 FPS. Và cái nhiệt độ của nó đang rất là mát. Và các bạn có thể xem này, nhiệt độ của chip thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng từ 45 đến 52 độ thôi. Còn nhiệt độ của card thì nó sẽ loanh quanh khoảng từ 51 đến 53 độ. Thì đây là một cái nhiệt độ mà mình thấy là rất là tốt ở trên một con card như thế này. Thì với cái nhiệt độ tốt như thế này thì các bạn không cần phải lo cái việc là sử dụng một con cây RTX mà nó mà nóng quá đâu. Khi mà chúng ta có một cái nhiệt độ tốt như thế này thì về cái mặt điều kiện tuổi thọ cho linh kiện chúng ta nó sẽ đảm bảo rất là lâu. Tuy nhiên thì nếu như mà sau này nếu như các bạn có nhu cầu mà nâng lên i7 ở trên cái con này ấy, hoặc là chúng ta có thể nâng lên những con card cao hơn thì cái nhiệt độ nó có thể cao hơn một chút. Còn ở hiện tại là với cái linh kiện con i5 và con 4060 của mình thì cái nhiệt độ hiện tại đang rất là mát. Đó, nhìn chung chúng ta vừa đi qua tất cả những gì mà bộ cây này có rồi. Vậy thì với mức giá khoảng hơn 25 triệu để chúng ta có thể đu idol như thế này thì các bạn có thấy là nó xứng đáng bỏ tiền thì có thể comment ở dưới phần mô tả nhá. Còn nếu như xem xong video này bạn nào muốn mua thì có thể kích vào đường link ở dưới phần mô tả để sắm ngay cho mình một bộ Blackpink như thế này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.